con trai của Wayne Rooney lại gây sốt trên mạng xã hội. Dù 18 tuổi nhưng Clay Rooney đã luôn chứng tỏ mình rất có năng khiếu với thể thao. Cô Lynn, mẹ của Clay Rooney, vừa tự hào đăng một đoạn clip ngắn trên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái: "Tiến lên Clay!" Trong đó, cậu con trai 8 tuổi của Wayne Rooney đã thử sức với môn bóng bầu dục. Dù clip chỉ diễn ra vài chục giây, nhưng người hâm mộ đã rất ấn tượng với tốc độ cũng như khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời của Clay. Cậu chỉ vượt qua ít nhất 3 sự truy cản của đối thủ trước khi đưa quả bóng đến vạch cuối sân. Clip này đã đạt gần 60.000 lượt xem trên Twitter sau 2 ngày. Trong đó, một người hâm mộ bình luận rằng: "Cậu bé gần như đang rửa sạch mắt cho chúng tôi", đi kèm biểu tượng cảm xúc giờ khóc giờ cười. Đáng nói hơn, sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Kai Rooney, cậu con trai cả trong số 4 người con của cựu tiền đạo Man United, ghi 4 bàn vào lưới U12 Liverpool. Đáng tiếc, đó là ngày mà U12 Man United đã để thua U12 Liverpool với tỷ số 4-5. Kai là một cổ động viên nhiệt thành của Everton, nhưng anh đã gia nhập lò đào tạo trẻ của Man United vào đầu mùa hè vừa qua. Trước đó, vào năm 2018, khi lên 9 tuổi, Kai theo gia đình đến Mỹ và tại đây anh đã gia nhập đội trẻ Bethesda. Thấy con mình sớm có năng khiếu với trái bóng tròn, Rooney đưa Kai trở về đảo quốc sương mù vào đầu năm 2020. Anh thử việc ở hai lò đào tạo Man United và Man City, nhưng cuối cùng đã chọn nơi tạo dựng sự nghiệp của bố mình để đầu quân. Không lâu sau ngày ký kết hợp đồng, Kai đã có một hat-trick, kèm theo đó là 3 đường kiến tạo trong chiến thắng 6-3 trước đội trẻ Stoke. Hiện tại, lứa U12 của Man United còn có sự hiện diện của Cristiano Gira, con trai của siêu sao Cristiano Ronaldo, người mới chuyển đến sân Old Trafford hồi tháng 8. Giới chuyên môn hy vọng trong một ngày không xa sẽ được chứng kiến Kai và Cristiano được chơi bóng ở đội 1 Man United.